kinh ngư Trung Quốc tạo kỳ tích, phá kỷ lục thế giới đầu tiên ở Olympic Paris 2024. Kinh ngư 19 tuổi của Trung Quốc, Pan Yanle gây sốt khi phá kỷ lục thế giới ở nội dung bơi tự do 100m nam tại Olympic Paris 2024. Anh cũng trở thành người châu Á đầu tiên giành huy chương vàng Olympic ở nội dung này sau 92 năm. Ở chung kết nội dung bơi tự do 100m nam tại Olympic Paris 2024 vào rạng sáng nay, Pan Yanle đã tạo kỳ tích khi về đích đầu tiên chỉ sau 46,40 giây, qua đó phá vỡ kỷ lục thế giới của chính bản thân. Kỷ lục cũ của Pan Yanle thiết lập tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Doha vào tháng 2 năm 2024. Khi đó, kinh ngư 19 tuổi này đạt thành tích 46,80 giây. Pan Yanle trở thành vận động viên đầu tiên phá kỷ lục thế giới ở môn bơi lội tại Olympic Paris 2024. Anh cũng là người châu Á đầu tiên giành huy chương vàng Olympic ở nội dung này sau 92 năm. Người gần nhất trước đó là Yasuji Miyazaki của Nhật Bản, với chiến thắng ở Los Angeles 1932. Đáng chú ý, Pan Yanle vốn đạt phong độ không tốt ở vòng sơ loại nội dung bơi tự do 100m nam. Kình ngư này chỉ hơn nhóm bị loại đúng 0,02 giây. Đến bán kết, Pan Yanle thể hiện tài năng khi về nhất với thành tích 47,21 giây. Trong trận chung kết, Pan Yanle đứng ở làng thứ tư với thời gian phản ứng xuất phát là 0,62 giây. Anh dẫn đầu ngay từ 50m đầu tiên và không cho các đối thủ có cơ hội vượt lên. Kình ngư người Trung Quốc bỏ xa người về nhì, Kyle Chalmers đến hơn 1 giây. Chia sẻ sau chiến thắng, Pan Yanle thừa nhận anh có phần lo lắng vì mất ngủ trước ngày thi đấu. Trước đó, kình ngư này phải đi lấy mẫu kiểm tra doping đến quá nửa đêm. Anh cho biết, sau nội dung bơi tiếp sức, tôi phải kiểm tra doping đến 2 giờ 30 phút sáng. Tôi ngủ không ngon và cảm thấy không khỏe khi đến nhà thi đấu hôm nay. Tuy nhiên, tất cả các cuộc kiểm tra không ảnh hưởng nhiều đến tôi, và tôi không khó chịu chút nào. Đó là một phần của các quy tắc.